chuyên mục những thứ đã bị lãng quên trong Super Sentai phần 3. Nhắc đến series Zetman, chắc nhiều người sẽ chỉ quan tâm đến câu chuyện tình đầy drama của bộ ba Ryugai và Kaori, nhưng lại quên mất rằng chúng ta còn có một người tiên phong cho việc lập đổ quan điểm mập và cận không thể làm siêu nhân. Trong những giai đoạn đầu của thời kỳ Heisei thì Super Sentai đang đứng trước nguy cơ dừng sản xuất. Chính vì lý do đó mà Zetman đã phải pha cách rất nhiều, và một trong số đó là Senshi mập và cận đầu tiên trong lịch sử Super Sentai. Trước đó series Gold Ranger năm 1975, chiến binh Kyuubi Ranger cũng không được nhiều khán giả yêu thích chỉ vì mập và lùn. Ban đầu, người xem cũng ném đá khá nhiều về ngoại hình của Raita và bảo rằng anh ấy sẽ chả làm được cái tích sự gì. Nhưng trái lại, Raita đã sử dụng ngoại hình mập mạp của mình để đè bẹp cái suy nghĩ là béo không thể làm siêu nhân, và cũng đấm vỡ mồm mấy gã bảo bị cận không thể làm siêu nhân nốt. Nói thật, nếu không có Raita thì sẽ không có được thành công của series Zetman ngày hôm nay, vì anh vừa là cây hài nhưng cũng vừa là người gánh vác cả team. Trên thực tế, Raita là người khỏe nhất trong team Zetman và cũng rất nhiều lần solo với các đối thủ mạnh. Nếu chưa xem hoặc có dự định xem lại Zetman thì mình nghĩ các bạn không nên bỏ qua nhân vật này, vì hành trình của Raita có thể sẽ khiến bạn khóc và cười rất nhiều, bởi vì anh cũng được khai thác và phát triển câu chuyện bản thân, chả thua kém gì so với chiến binh Red Hawk.